Trước chuyến làm khách trên sân hàng đẫy tại vòng 6 Village 2023, Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Văn Trần Hoàn đã gửi công văn tới Hà Nội FC đề nghị đội bóng thủ đô tài trợ 1.000 vé xem trận đấu cho hội cổ động viên đội khách. Ngoài ra, ông Hoàn cũng xin 100 vé cho các vị trí khán đài VIP trên sân hàng đẫy. Đồng thời các cổ động viên Hải Phòng được mang vào sân 6 kèn và 10 trống để cổ vũ trận đấu. Trong công văn, đội bóng đất cảng khẳng định cam kết tuân thủ quy định của ban tổ chức sân hàng đẫy với tinh thần cổ vũ nhiệt tình, văn minh, không đốt pháo sáng khi cổ vũ đội nhà thi đấu, phía Hà Nội FC đã chấp nhận lời đề nghị này và sẵn sàng tặng vé cho cổ động viên Hải Phòng. Bên cạnh đó, Hà Nội FC cũng nhận được văn bản từ công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đề nghị tăng cường an ninh cho trận đấu này. Ban tổ chức V-League xác định đây là trận cầu nóng nên chuẩn bị phương án và lực lượng, trang thiết bị nhằm đảm bảo tốt nhất về công tác chuẩn bị an ninh, an toàn cho trận đấu. Trong quá khứ, mỗi khi cổ động viên Hải Phòng hành quân đến sân hàng đấy để làm khách của Hà Nội FC, vào sáng thường xuyên xuất hiện trên các khán đài. Trận đấu giữa Hải Phòng FC và Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2023 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 13 tháng 4. Hà Nội FC hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 11 điểm sau 5 vòng đấu, trong khi đó Hải Phòng FC đang có 6 điểm và đứng thứ sáu.